Chào các bạn, trong video clip này mình sẽ tháo cái âm ly, tháo cái vỏ ra âm ly Sansui AUD 7x7 để chúng ta cùng khám phá cái nội thất khủng long bên trong nó. Thì như các bạn đã thấy thì mình đã tháo ra rồi, cái nắp mình tháo ra đây. Thì cũng bởi vì cái âm ly này tháo ra rất là dễ, hai cái máy gỗ hai bên rồi nên nó chỉ có cái nắp bên trên thôi, vặn hai con ốc là mở ra được rồi, nên mình cũng có thời gian để tháo ra cho các bạn chiêm ngưỡng luôn. À, đập vào mắt chúng ta là một cái nội thất rất là gấu với cái thân phô rất là to. Cái thân phô này nó to phải đây hơn cái đĩa CD. Để mình ướm thử cái đĩa CD vào thì các bạn thấy coi nó to như thế nào nha. Đây là cái đĩa CD. Đây các bạn thấy cái đĩa CD nó lọt luôn trong. Đó. Rất là to. Thân phô do hãng Sansui tự phát triển luôn nha, chứ không phải là thân phô của hãng khác. Đây các bạn có thể thấy chữ Sansui. À, các cái tụ của nó cũng rất là to và dài. Đó là tụ của Sansui luôn. Thường thì những hãng, những âm ly đời cao cấp thì các hãng tự làm những cái tụ và linh kiện luôn, các linh kiện cao cấp luôn. Chứ chúng ta thường thấy những âm ly dòng thấp thì những cái tụ của nó thường là tụ Enna, tụ Nichon hoặc là những dòng tụ nào khác, hoặc là tân phô cũng do một hãng khác đó nó sẽ lắp ráp cho hoặc là phân phối cho. Thì những dòng đời cao thì thường hãng tự làm luôn để đảm bảo cho chất âm nó đúng như những gì hãng nghiên cứu và phát triển. Cái tụ này có cái thông số đến 10.000, rất là lớn. Tuy là tụ nhìn nó nhỏ nhưng mà tại vì nó cao nên nó rất là lớn, thông số rất lớn, nó chạy 8 con sào thang Saken. Đây các bạn có thể thấy đây, sào thang Saken tất cả đều nguyên bản nha các bạn. Bên trong này nó cũng rất nhiều linh kiện nhưng mà nó có cái nắp nó che rồi, mình cũng làm biến tháo ra. Quan trọng là những cái thành phần chính bên trong cái này, nó cái tân phô và mấy con tụ bộ sò. Chúng ta có thể thấy cái máy gỗ bên ngoài rất là đẹp, rất là bóng. Ok, mình quay gần gần cho các bạn nhìn rõ hơn, sau đó mình sẽ đóng lại test một bản nhạc để các bạn cùng thưởng thức chất âm của Sansui D7x7X một lần nữa nhé. Đây cái nắp này đây, lúc ấy chúng ta tắt nguồn rồi chúng ta hãy đi đóng lại nha, rủi đang làm nó chập điện ảnh hưởng đến âm ly. Đóng lại để mình test luôn, lát nữa mình sẽ vặn con ốc này lại sau. Đây hai con ốc, trời, để mình đẩy nó vào. Rồi bật nguồn lên là test thôi, nghe lại cái Sansui này. Đây một bản nhạc vàng cho các bạn nghe thử nhé. Lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời.
dương chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, chân còn tơ vương khánh tương thì đường trần mưa bay gió thương còn nhiều anh ơi. Rồi, kết thúc video tại đây. Thì thông qua video này mình muốn gửi đến các bạn là chúng ta đã xem qua được âm ly Sansui D707X nội thất bên trong cũng như test lại chất âm của nó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn thích video này hãy bấm nút like và share để ủng hộ mình tiếp tục cập nhật ra những video mới nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh của mình hãy bấm nút đăng ký để có thể cập nhật sớm nhất những video mình ra mỗi ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.